Cái này là chỗ anh ẩm cá, ở đây dến cho ông mười cá, anh bắt được cá anh rộng ở trong này. Còn này cũng đi giăng lưới. Nước mênh mông. Có cái gò cầu thang quên phải cắt cái ngầm để dừng lắm để cái cầu thang nó đường người ta đi lên nè, người đi xe gắn máy lên luôn về. Nên nhà mình đang lấy con sống. Cầu Nhân Thới, cầu Nhân Thới, từ mình chạy vô tới cầu Nhân Thới này quay về Tri Tôn lại nè, đường hướng về Tri Tôn nè. Ở đây có cái làng với còn xã Núi Voi. Ở đây là ngay cái cầu Nhân Thới. Con cái xóm ở đây giữa đồng, xung quanh là nước bên đồng. Cái đường này đã hay chạy, mình chạy theo rồi thôi, nó đi đâu. Quanh đây là nước không ạ? đường này người ta mới ủi lại. Còn giá còn bán được không? Hả? Giá cá linh non còn bán được giá không? Em bắt được bao nhiêu ký? Mấy ký hả? Hả? Mấy ký đô hả? À. Nhiều anh. Dến mình dỡ mấy đợt con ngày được anh? Lấy do ngày mai mới đổ. Mai mới đổ. Cái đường này nó đi lên chỗ nào đó? Rồi. Ngay Núi Voi hả? Dạ dạ. Đó, lên xã Núi Voi. Mùa này chắc chỉ có cá linh non thôi hả anh? Dạ, có dùng ít nhiều à. Này cỡ 1 tháng 2 tháng nữa bự bự nữa nè. Cái đồng này trước mùa mà cá người ta mai cá nhiều không anh? Tính bơi tới tháng này tháng nó chạy vô đây quay coi có cảnh đi bắt cá gì. Ở đây cũng ít dân ở à. Mình ở đây là xóm gì anh? Núi Voi, xã Núi Voi. Xã Núi Voi mà ấp gì biết không? Không biết không? Ở nó còn trong xã Núi Voi không? Cái này là chỗ anh rộng cá. Ở đây dến xong rồi cá, anh bắt được cá anh rộng ở trong này. Năm nay nước của bộ có lấy rồi nha. Năm nay nó không làm cá có đường nè. Anh có làm ruộng không? Không có làm ruộng rồi, sống nghề cá rồi. Cánh đồng này cũng lớn nè. Đồng này là ngập nước, không bên không. Ở đây chắc là có mùa cá vô đây chắc coi ta làm cá được đi. Cái đường này là cái đường ta mới ủi lại. À, hỏi cái anh nãy thì anh nói đó, chạy lên xã Núi Voi luôn. Chạy thử rồi coi sao. Chạy lên xã Núi Voi về luôn được rồi. Hai bên là đồng đồng nước hết. nước bây giờ lên bên mông. Núi Voi này vẫn nằm trong xã Núi Voi. Bây giờ mấy con đường bờ đê ra làm cũng rộng rãi, xe gắn máy thì chạy thoải mái lắm. Nếu biết đường rồi chạy đường tắt từ chỗ này qua chỗ nọ, chạy theo đường bờ đê là êm lắm. Vừa mát mẻ vừa cảnh quan đẹp đẽ, vắng nữa. Trời ơi, còn đi được. Đường này đi rồi, nó lên ngay chợ Núi Voi luôn. Bây giờ có cái cầu gì êm. Núi Voi hỏng bánh ơi. Nó chăm suối, anh em ta dẫn bọn xuống đây nó tắm suối này là nó chảy từ trên tắm xuống.